Chào cả nhà. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, em tiếp tục đóng bông trang gửi cho khách nha cả nhà. Hello, em xin chào cô chú anh chị. Đây là kiện bông trang hai đỏ dưới vàng nghệ. Đã đóng một phần rồi. Cây bông trang vàng Pháp nha cô chú anh chị. Rồi. Đây là một kiện. Kiện này là một chục cây. Chục cây cao là từ 5 đến 6 tấc. Chục cao của thùng. Hi, xin chào anh Thái Sơn. Chào anh lớp trưởng nha. Lâu rồi không gặp anh. Cảm ơn anh Sơn đã vào xem livestream Facebook ủng hộ em nha. Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Anh lớp trưởng của lớp liên thông đại học. Rồi. Quấn cái này rất là hao băng keo luôn á cô chú. Tại vì phải quấn cho chắc á.
chuẩn bị em gửi đi nha. Cảm ơn cô chú đã xem ủng hộ. Chúc cô chú anh chị buổi chiều vui vẻ.